Xin chào, trong chương mục mỗi ngày một nhân vật, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vị doanh nhân được mệnh danh là Elon Musk của Việt Nam, người có thể hô biến cho các con số nhảy nhót, và ông chính là chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, và anh em hay gọi với cái tên thân mật là Quyết Còi. Ông Trịnh Văn Quyết sinh ngày 27 tháng 11 năm 1975 tại xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông xuất thân trong một gia đình công chức nghèo. Chính điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đã vào thành phố Hồ Chí Minh học sửa chữa điện tử và nuôi ước mơ vào đại học. Phải khẳng định rằng ông là một người có chí lớn và quyết tâm mạnh mẽ. Sau 2 năm làm thợ sửa chữa, tranh thủ học vào buổi tối, năm 1996, chàng trai nghèo quê Vĩnh Phúc liên lúc nhận giấy báo trúng tuyển vào 3 trường đại học. Ông quyết định chọn Đại học Luật Hà Nội để theo học. Công việc khởi nghiệp đầu tiên của anh sinh viên Trịnh Văn Quyết là nghề gia sư và mở văn phòng gia sư. Khi ông đã có một số vốn nhất định trong tay thì ông tiếp tục kinh doanh điện thoại cũ để thỏa mãn niềm đam mê. Công việc này cũng giúp ông có thêm thu nhập nuôi các em ăn học. Đến khi ông Quyết ra trường vào giai đoạn những năm 1990, năm 2000 thì lúc đó cái nghề mà ông theo đuổi rất khó xin việc. Cho nên không có gì lạ khi ông cũng bị trượt con đường vào nhà nước như bao người không có tên bố nổi bật. Nhưng cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Ông Quyết xin được chân thực tập ở một văn phòng luật. Vừa kinh doanh tay trái không nghỉ ngơi, vừa trau dồi kiến thức nền tảng bằng những kinh nghiệm thực tế. Chẳng mấy chốc, ông đã mở văn phòng luật sư. Năm 2001, ông thành lập công ty đầu tiên chuyên tư vấn luật và các vấn đề sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp. Lúc đó ông mới có 26 tuổi. Nếu con đường sự nghiệp của ông Trịnh Văn Quyết chỉ dừng lại ở ngành luật, thì có lẽ hôm nay chúng ta đang ngồi nói về một nhân vật khác. Nhưng không, bằng sự nhạy bén của nhà kinh doanh, cùng với cái mối quen biết trong tệp khách hàng, ông Quyết đã bước chân vào con đường bất động sản rất êm ái và thuận lợi. Đó cũng chính là con đường định mệnh của ông. Sau một vài những dự án thành công, vào năm 2008, ông Quyết đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Trường Phú Fortune với số vốn ban đầu là 18 tỷ đồng. Một năm sau khi khởi công FLC Landmark Tower, ông Quyết trở thành ngôi sao mới nổi trên thị trường bất động sản. Hai năm sau hoạt động, ông Quyết gom hết các công ty mà mình đầu tư và sáng lập thành một mối, công ty cổ phần tập đoàn FLC. Đây được đánh giá là bước ngoặt trong sự nghiệp của ông. Trong vòng hơn một thập kỷ lăn xăn sang lĩnh vực bất động sản, dù khởi đầu với dự án nhà ở thương mại, nhưng tập đoàn FLC lại ghi dấu với hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại các tỉnh trải dài từ Bắc chí Nam như FLC Sầm Sơn, FLC Hạ Long, FLC Quy Nhơn. Hết đánh chiếm thị trường mặt đất, FLC của ông Quyết còn vươn lên đến không gian phía trên. Đầu năm 2019, ông Trịnh Văn Quyết đã thành công đưa lũy tre Việt Nam bay lên bầu trời khi cho chiếc máy bay đầu tiên của hãng Bamboo Airways cất cánh. Tuy tai tiếng về các dự án xây dựng dưới tay ông Quyết cũng nhiều như độ phủ sóng các dự án của ông, nhưng việc niêm yết cổ phiếu từ năm 2011 cùng với sự bùng nổ của FLC đã khiến có những thời điểm ông Quyết vượt ông Vượng trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Với khối tài sản như vậy, dĩ nhiên ông không thiếu những bộ sưu tập đậm đặc mùi tiền như những chiếc siêu xe hàng năm 60 tỷ đồng hoặc thậm chí cả trực thăng. Nương bóng ông, vợ và em gái của đại gia FLC cũng là những cái tên cộm cán trong làng chứng khoán. Vợ chồng ông Quyết đã có 3 cậu con trai, tuy nhiên thông tin về những thiếu gia này thì vô cùng ít ỏi. Có thể các bạn đã biết, ông Trịnh Văn Quyết không chỉ là đại gia trên sàn chứng khoán, mà ông còn là ông hoàng đi đêm khi bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Mua bán chui là cụm từ được nhiều nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam sử dụng để nói về việc lãnh đạo doanh nghiệp và người có liên quan mua bán cổ phiếu mà không đăng ký giao dịch trước tối thiểu 3 ngày làm việc theo quy định của pháp luật. Trước ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Quyết là cổ đông lớn nhất của FLC, nắm giữ 215 triệu cổ phiếu FLC, tương ứng 30,34% cổ phần. Thế nhưng vào ngày 10 tháng 1, không hiểu ông quên hay thư ký của ông quên mà lại đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC nhưng không thông báo với bên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Và khi kết thúc phiên giao dịch thì đã có 74,8 triệu cổ phiếu được bán thành công, thu về gần 1.700 tỷ đồng. Nhưng đi đêm lắm thì có ngày gặp Bộ Tài chính. Ở lần bán chui này, ông Quyết đã gặp phải chế tài cực kỳ đanh thép. Không chỉ phong tỏa cứng các tài khoản chứng khoán mang tên Trịnh Văn Quyết,
mà Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo sẽ hủy giao dịch với 75 triệu cổ phiếu FLC của ông. Chớ trêu thay, người đã làm việc trong ngành luật hơn 15 năm, đã từng có bằng khen của Bộ Tư pháp thì bây giờ lại đang chờ pháp luật xử phạt. Dù sao thì cũng phải công nhận rằng ông Trịnh Văn Quyết là một người có chí lớn và quyết tâm hơn người. Từ hai bàn tay trắng, ông đã bỏ ra 2 năm đi làm thêm để kiếm tiền học đại học, sau đó tự thân mở công ty và từng đưa mình trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, có tầm mà không có tâm thì lại phạm vào luật nhân quả. Ông đã dùng tài năng của mình để thực hiện những việc bất lợi cho xã hội, vậy thì ông sẽ nhận lại những gì xứng đáng. Mong rằng chúng ta sẽ luôn sống và làm việc không chỉ bằng năng lực, mà còn sử dụng cái tâm tích đức cho con cháu. Có như vậy thì dù nghèo một chút nhưng sống đời an nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.